Tôi Yubo, xin chào lớp cho anh em. Tôi và Tiến chào lớp cho anh em. Tôi Rocha, chào lớp cho anh em. Ok các bạn ạ, hôm nay thì lại một clip nữa sẽ vắng mặt thằng Mạnh. Bởi vì thằng Mạnh đã phải đi học rồi, mặc dù chưa phải đi học chính nhưng mà cũng đã phải đi học hè rồi. Có lẽ là từ giờ đến nghỉ hè năm sau thì Mạnh mới có thể tiếp tục đi quay thường xuyên với anh em mình được. Còn không bây giờ chỉ có Chủ nhật nó được nghỉ thì mình có thể có mặt trong clip của anh em mình. Và hôm nay thì anh em mình sẽ làm một món mà trẻ em rất là thích, đó chính là món trứng chiên nước mắm các bạn ạ. Ở đây thì mình đã mua 1.000 quả trứng chim cút, rất là nhiều luôn. Tiến em đếm đi. Anh ơi không rảnh, cái thời gian mà anh bảo đếm chắc là em đi ngủ được vài giấc hoặc là ăn được mấy bữa. Em đếm sơ qua cho các bạn thôi, không các bạn này bảo là đây không đủ. 1, 2, 3, 5, 6, 9 nghìn. Đúng rồi ạ. Và cái nguyên liệu để anh em mình làm món trứng chiên nước mắm này thì rất là đơn giản. Những cái nguyên liệu rất dễ tìm ở trong bếp nhà mình các bạn ạ. Sâu hành khô này, tỏi này, rồi can dầu ăn này, ớt bột này, sổi mắc cay luôn. Đường này rất dễ kiếm luôn. Mắm, hạt lên này, hai chai tương ớt với cả hai lọ hạt tiêu. Nguyên liệu rất là đơn giản và dễ tìm. Và bây giờ thì mấy thanh niên này sẽ phải cho hết 1.000 quả trứng này chia vào 5 cái túi. Chia đều đủ mỗi túi 200 quả em nhá. Cứ đếm đủ vào, nếu mà có thiếu quả nào thì để anh còn ra chỗ mua trứng để anh đòi lại những quả bị thiếu. Bắt đèn chủ quán. Ờ. 2, 4, 4, 6, 8, 10, 12, 13. Thôi, không phải bốc đi cho nhanh. Không đếm này bao giờ cho xong, cứ tí ước chừng tầm khoảng 200 quả là ok. Ước chừng 5 túi được. Nói chung là trứng cút này thì anh em mình luộc thì sẽ phải cho vào trong những cái túi để một lát nữa nhấc ra cho nó dễ các bạn ạ. Và một phần chắc là mình nghĩ là do sợ bị vỡ mất cái vỏ ấy. Anh em mình đã nhặt xong 1.000 quả trứng và buộc vào 5 cái túi đây rồi các bạn ạ. Bây giờ anh em mình sẽ cho vào để anh em mình luộc thôi. Thời đại 4.0 1K quả. Thật ra thì cái trứng cút này cũng rất là rẻ các bạn ạ. Nhưng mà cái công một lát nữa anh em mình luộc xong, anh em mình bóc từng quả thì mới gọi là mất thời gian đấy. Anh nhận bóc 300 quả còn lại mấy anh em xử lý. Thôi em bé hơn thì 200 thôi, 150 được. Còn lại cho anh đâm hết. Anh cho mấy chai xin chú anh xay cho ra đường kia rồi. Nhẹ nhàng thôi không vỡ. Này không biết là để từ bóng trước nó lấu được khoảng 5 phút cho nó sát đi rồi đổ nước rồi. Em lấy mâm này ở đây. Nhưng mà nghe vẻ lấy cái mâm này thấy giống cái gì quá. Giống kiểu cái ấy che lá khoai quá. Không sao, em cứ đặt lên rồi. Được rồi. Em lấy cái thốt 5 cân này đặt lên. Đúng rồi. Trứng của anh em mình thì đã chín rồi và cũng đã ngâm một lúc. Bây giờ anh mình sẽ bỏ ra để ngâm nước, bóc cho nó chóc các bạn ạ. Chứ không vỏ trứng nó sẽ sát vào với cả lòng của trứng. Thật bóng đấy. Em để hàn xuống xong rội thế này là nó khác. Thì nó sẽ nguội thôi, em thả trứng. Xong tí là đợi nó nguội là như mình sẽ bóc luôn thôi. Hơi lỏng tí. Anh em mình chỉ bỏ ra thôi mà cảm giác nước đang mát. Bây giờ chuyển sang thành ấm luôn rồi các bạn ạ. Nước lấu được cả mì tôm. Tiêu nước mát. Bây giờ chị sẽ đến khâu vất vả nhất của anh em các bạn ạ. Tức là sẽ phải bóc từng quả trứng một cho đến khi hết 1.000 quả trứng này thì thôi. Nhưng mà khâu này hơi vất vả một tí thôi. Một lát nữa sẽ đến khâu quan trọng nhất, đó là khâu thưởng thức. Thì nó sẽ khác rồi. Nói chung anh em cứ nghĩ đến cái lúc mà anh em mình chuẩn bị thưởng thức ấy, thì lúc nào cũng có động lực để anh em bóc hết 1.000 quả trứng cút này. Anh ơi, trứng nó lấy từng từng. Nhìn ngon. Như kiểu cao su à? Mời các bạn, cao su đút mồm hết anh. Các bạn nhé. Ngon rồi. Anh chấm muối vẫn nhốt được. Nhốt được.
em tầm chấm đường không chấm muối. Vừa nãy như mình đã bóc xong 1.000 quả trứng cút rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ hỏi cảm giác của mấy anh em sau khi mà bóc hết 1.000 quả trứng cút này thì cảm thấy như nào? Đã bị bệnh đau lưng rồi, ngồi gãy xương lưng, tưởng không dậy được cô. Cảm giác là hai chân được không đứng được nữa. Dậy hoa hết cả mắt rồi, lúc trong rồi, cả mặt. Ngồi bóc là thà và thà nhịn đói còn hơn. Bóc xong rồi thôi chiên để ăn. Anh mình bóc xong 1.000 quả trứng cút này mất 1 tiếng các bạn ạ. Đúng cái gì hết 1 tiếng có thể xong 1.000 quả này. Bây giờ thì anh mình sẽ phải cho vào dầu để anh mình chiên qua nó đã. Kéo bi ạ, kéo bi. Bi này ngày xưa là bi sứ. Thôi em ơi. Như kiểu bánh trôi nhỉ. Wow. Trắng nõn nà luôn. Sau một hồi anh em mình cho trứng vào bên trong cái chảo dầu này thì bây giờ anh em mình không nhìn thấy trứng đâu cả, mà chỉ nhìn thấy toàn bọt là bọt thôi các bạn ạ. Anh chắc vừa lấy em rửa tay bằng Lifebuoy quên không rửa sạch kỹ thò đấy giờ đấy bọt thôi. Anh tưởng là anh em còn quên cả cái bánh xà phòng Lifebuoy ở trong này cơ. Thế thì ghê quá. Ôi ơi, bạn ơi, tắt ga gấp công nó chào bọt ra ngoài bây giờ. Không hiểu sao nó lại như vậy. Đây các bạn ạ, đây là trứng cái như mình đã chiên qua này. Nhìn cũng rất là ngon. Trứng này tôi nghĩ chắc mua nhầm trứng Trung Quốc rồi. Trứng tầm xà phòng anh nhỉ? Đúng rồi, chắc là làm từ xà phòng. Nhưng mà tôi nghĩ là chắc là những cái lòng trắng của nó quả lòng mà bị vỡ nó bị vậy ấy. Chiên ít thì không sao, chắc chiên nhiều nó bị. Trứng thì như mình đã chiên xong rồi, bây giờ như mình sẽ cho tỏi và hành khô vào để như mình phi lên. Ôi trời ơi, điếc mũi. Ôi anh ơi. Ui điếc luôn. Điếc luôn mũi rồi. Được quá anh ơi. Cao lên lặng tay rung. Đéo cố. Rồi, phòng đổ cái này vào. Nguyễn em, đã tắc vào quả thông luôn rồi. Chiều đến là đói, là khó ghe ăn. Con này nước nó sẽ sẹt. Cái gì ạ? Trà sơ kẹo là. Nước vừa chế nhỉ. Nước này ăn là sướng. Đừng trà sữa. Anh có làm thử không? Ngon này cơ mà. Chín rồi đấy, thử miếng không? Có anh. Chín từ lúc mà luộc xong cơ. À. Mời các bạn nhé. Ủa quá. Nóng chứ. Ủa. Đúng rồi. Ngấm chưa, ngấm chưa? Ngấm chưa? Ngấm mà mang lạng rồi. Ngấm thế để anh vớt ra. Ôi, nước sốt. Ăn có ngon bằng trứng luộc không em? Anh nói bằng thừa, nó gia vị không ngon thì em ăn xong mà chả thấy em nói gì, anh nghĩ là không ngon đấy. Thà không ngon. Ủa, trả lại tiền vào chủ quán. Trả lại trứng như what the hell. Các cụ vào rồi không ngon, nhà đông con vẫn cứ hết. Đây toàn anh mình để ra cái mâm bày rau ở bên dưới nhìn rất là đẹp các bạn ạ. Cảm giác nó teo bớt thì sao. Để kiểu như kiểu linh đàn thái thượng lão quân. Luyện bài bài 49 ngày. Ăn vào bất cứ đâu thấy con đi. Chắc tiến đi đầu tiên rồi. Bụng dạ kém à. Bụng dạ yếu thường quá trời. Ai okay. Đi không?
Thơm thế. Miến ngon quá. Nhìn cái mâm này phải nói là cực kỳ ngon luôn các bạn ạ. Anh đói lắm. Cái lúc mà trứng mà kiểu màu trắng trắng nhìn xấu nhỉ. Nhưng mà bây giờ lên màu rất là đẹp luôn. Anh em mình sẽ cho một lượt tương ớt vào để cho nó sức cay. Thôi cay phê mù mắt. Nãy cho bao nhiêu ớt bột rồi. Làm gì đến mức mù mắt bạn. Cho nó đẹp mắt quên rồi. Cây sáng mắt. Cây sáng mắt đấy. Thế thôi đấy, thế thôi đấy. Thôi được, chuyện đi. Anh nhưng mà cứ dùng tay bẩn. Thôi có bóc tay được em. À đây rồi. Đâu, cái gì? Giặt giường bẻ đôi ra rồi mình xuyên. Thì mình sẽ thưởng thức thôi. Sáng sạch kiến, sạch kiến. Nước đi. Hôm nay thì anh em mình chỉ dùng nước ngọt thôi các bạn ạ. Mặc dù nhìn cái mâm này rất là ngon. Thế là đại cậu cũng có xiên để xiên không? Đấy. Anh em mình thiếu cái tăm tre nên là phải dùng cái giạt anh em đang ngồi để anh em mình làm xiên để ăn các bạn ạ. Mình mời tất cả mọi người nhá. Xiên này. Mời các bạn nè. Mời các bạn nha. Cẩn thận rằm đâm vào mồm nhá. Mời các bạn nè. Ngon dai. Mình mời tất cả mọi người. Ngon rồi gọi vô đối. Cái vỏ da ở ngoài nó kiểu chiên lên ăn nó dai dai sụt sụt. Trong cắn nó phát lọc đỏ. Thơm đẹp toàn mùi mắm. Nó không phải là mùi mắm đâu. Ngon thật có sự đấy. Có hành tỏi các kiểu luôn. Mùi nước sốt. Xiên mất lào lấy tinh mất đấy. Ngoài trời đang nắng chói chang. Cả cái nắng như món này bất chấp ảnh nắng luôn. Ăn phải gấp tầm khoảng 6 lần trứng luộc bình thường. Nhưng mà cay quá. Cái trứng này sau khi mà anh như mình chiên lên thì cái kiểu da của nó co lại ăn là kiểu dai dai các bạn ạ. Dai dai nhai nhiều thành kiểu bùi bùi đấy. Nhai mình nào? Giật sực mình đấy. Sực sực. Chua chua ngọt ngọt. Thơm rồi, nhưng mà ăn ngoài thơm. Nhìn như kiểu cái gì đó. Cá viên chiên. Cá viên chiên không ngon bằng cái này. Cái này kiểu chiên mắm anh mình rim là kiểu sáo sáo các thứ rim nó đậm hơn. Ăn à, trong nó thơm đậm. Nói chung là anh em bóc được hết 1.000 quả trứng này xong anh em đến cái bước thưởng thức được nó ngon như này thì anh em thấy có phí hoài công sức không? Ủa, bảo phí thế nào. Ngon được. Mình phải khổ khổ một tí xong về sau ăn thì nó mới sướng anh. Nhưng mà bình thường tôi chỉ ăn cái loại mà kho với cả dừa với cả ghê thịt. Ăn nó cũng không kiểu vị kiểu này. Ăn kiểu kia nó ngọt ngọt kiểu gì nữa. Hạt tiêu đen đen rồi. Kiểu nó có vị dừa nữa. Thế thì mai mang đi kho tương nữa. Mai đi kho nước sôi. Bây giờ chợt nhận ra ăn giống giấy gà. Quả là mà còn nguyên ấy, cắn ra thì giống giấy gà nguyên, còn quả là bỡ rồi thì giống giấy gà thì bỡ. Nhưng mà mấy cái em tưởng tượng mà ra những hòn giấy gà mà cần này hòn giấy gà thì nó hơi bị quý giá đấy. Đúng rồi, có một khay này mà 2.000 con mang vào đi kiểu ăn nấu. Em đâu, 500 con, đâu, nếu con có 2 quả. Tôi bảo nếu mà định mà ăn một mâm hòn giấy gà như này thì tức là đã phải triệt sản bao nhiêu con gà đấy. Cộng đúng ấy. Anh cứ bắt được anh ấn phịch phát này là được. Kiểu chiên nó cái bên ngoài nó dai dai ấy. Mời mọi người nhá. Kiểu vỏ ngoài anh phát xem. Kiểu như lần đầu làm chuyện ấy. Đâm bình bình cả. Mùi thơm tỏi với lúc hành phi nữa. Ăn lại đậm nữa. Ngon đấy. Cái này mà bảo đang ăn trứng này mà bảo ăn trứng luộc thì thôi dẹp ăn pha trứng này luôn đó. Không hào ăn trứng gà luộc, à, trứng chim luộc luôn. Bình thường anh cô anh ăn trứng chim luộc à? Đồ nó mày không nhìn cô anh chả nhớ. Nhớ ai mời cô đâu. À quên, anh nhầm. Nhà có cô suốt mà quên mất. Muốn đi ăn cô mà chẳng ma nào mời. Tố đen nữa. Nghèo ra đầu ngõ đứng thì cả hai đứa làm mà đen. Mặc bộ quần áo mới vào. Này giống bác Lý. Đi đuổi lợn. Giống như ăn vải dựa cao su đúng không? Còn hơn cả cao su anh.
Tôi nghĩ em bảo đây giống như chỗ này anh. Chắc là trứng Trung Quốc rồi còn gì nữa. Ăn bao quả ngập mồm ngon rồi. Lấy chiên bọt nó sủi như xà phòng giặt quần áo ấy rồi. Hôm nào mày sang bên đấy em xin công thức làm thế nào. Ăn mấy quả đây trong này nhiều nước sốt lại đậm hơn. Ngon thật. Thơm á. Anh em đã bao giờ thưởng thức món trứng chiên nước mắm bao giờ chưa? Hôm nay anh mang lên anh bảo thì em mới được nghe lần đầu tiên. Nấu kiểu chưa nghe bao giờ. Nấu kiểu dừa mới thịt thì kiểu kho thì được ăn cái kiểu này chưa. Hay quá sặc à. Ôi giống cổ họng à. Sặc trứng. Làm món này không uống mấy bia. Ăn uống bia khác. Còn vị khác là đáng ra là anh mình phải nấu một nồi cơm mang ra đây. Nồi cơm đây chắc hết. Nồi cơm đây. Nồi cơm đây. Để lại tối không phải về nữa. Nồi cơm bát canh nữa là đẹp đấy. Ăn nhiều trứng ngày tối biết về anh Tào có luôn không? Phải là những người học nhiều hiểu nhiều đúng nhiều được câu này anh hiểu sao lại anh Tào luôn đâu không phải học nhiều hiểu nhiều mà là phải là truy vấn ra một cái nghĩa gì đấy nó logic nó sâu xa logic sâu xa anh ạ. Nghe như kiểu chắc là chỉ nhà bác học mới giải thích cái câu. Em cứ thưởng thức đi, nếu mà có bị làm sao thì tối khắc biết, nhưng mà hiện tại bây giờ thì cái này ngon là anh em mình cứ phải ăn thôi. Còn để không làm mất thêm thời gian của các bạn nữa thì anh em mình sẽ phải dừng clip này ở đây. Nếu các bạn mà thấy clip này gọi như mình hay thì các bạn đừng tiếc một lượt like, một lượt chia sẻ và một lượt đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi cuối clip này gọi như mình. Giọt thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo.